Căn nhà ven sông chưa đầy 10 mét vuông này là nơi sinh sống của hai mẹ con Ngà. Gọi là nhà, nhưng bao năm nay, mái ngói đã sâu nghiêng, ngày nóng thì nắng chiếu, ngày mưa thì nước dột. Không chỉ có mái nhà sập xệ, mà cả những người sống dưới mái nhà ấy cũng cơ cực khôn cùng. Bẩm sinh thì nó có gà, mắt lác, nó khô mắt thôi, nhưng mà tầm năm 31 tuổi đầu là tự nhiên nó thiên đầu thống, nó sưng, nó rứt, nó đánh mù tịt đi, mắt trái là liệt rồi, còn mắt phải được 5%. Thế độ tầm 3-4 năm nay thì cứ teo qua thị, nó rứt, nó lòa dần, lòa dần, thế dần dần lòa tịt, chả nhìn rõ gì. Không có bố, mẹ lại mắt kém, nên ngay từ nhỏ, Ngà đã sớm biết tự lập, từng bước lo toan mọi việc trong nhà. Mà mẹ không nhìn thấy gì, nên là em giúp mẹ cắm cơm, rồi quét nhà, hái rau, làm nhiều thứ khác giúp đỡ mẹ ở trong nhà. Nếu như mà vào chủ nhật thì em ra bãi giúp mẹ quét rác rồi hái rau làm cỏ, cũng có thể đi ra đi chợ bán rau hộ mẹ. Ngà không được mẹ kèm cặp việc học như các bạn cùng trang lứa, hoàn cảnh học tập cũng thiếu thốn đủ thứ. Nhưng trong suốt những năm học vừa qua, Ngà luôn miệt mài cố gắng học tập bằng tất cả sự nỗ lực của mình. Em Ngà là một học sinh có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Thế nhưng không vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà em nản chí, mà em luôn luôn cố gắng và nỗ lực vươn lên trong học tập. Vươn lên không ngừng, và trong lớp thì em rất là đoàn kết, hòa nhã với bạn bè ở trong lớp. Đối với Ngà, mẹ dù không làm được gì, không nhìn thấy gì, nhưng có mẹ vẫn là niềm hạnh phúc, niềm an ủi trong cuộc đời kém may mắn của em. Còn với chị Tuyết, Ngà chính là niềm hy vọng, là ánh sáng cho cuộc đời tối tăm của chị. Cứ thế, hai con người ấy nương tựa vào nhau, gieo mầm và vun đắp cho những mong ước về một tương lai tươi sáng hơn. Cháu chỉ ước mơ làm sao được cái sổ đỏ mới được gian nhà đưa đỡ rột nát để cho cháu học. Mơ làm sao cho cháu học cấp 3, cháu đừng người, cháu làm cháu ăn. Và có lẽ từ chính những bữa ăn không đủ no, những bữa ăn chỉ có rau, may mắn hơn là có thêm chút đậu hay quả trứng đã nuôi lớn ước mơ của Ngà. Mong muốn được làm đầu bếp bởi vì sẽ mang lại hạnh phúc cho người khác khi ăn món ăn ngon của mình. Xin chào mừng quý khán giả truyền hình, các vị đại biểu khách quý, các thầy cô và các bạn học sinh đã đến với chương trình Chắp cánh ước mơ được tổ chức tại trường Trung học cơ sở Quảng Châu, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên. Chương trình do VNPT Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên bảo trợ thông tin, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện. Đến tham dự chương trình với chúng ta ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu khách mời. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đăng Thành, Phó Giám đốc VNPT Hưng Yên. Xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Việt Hùng, Phó Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, khi làm chương trình Chắp cánh ước mơ, chúng tôi đã gặp gỡ với rất nhiều em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Và bạn học sinh ngày hôm nay cũng là một trường hợp như vậy. Em Nguyễn Thị Ngà, học sinh lớp 8B, trường Trung học cơ sở Quảng Châu, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên. Sinh ra đã không có bố, mẹ bị lòa cả hai mắt nên không thể làm việc gì để kiếm sống. Mọi sinh hoạt của hai mẹ con thì hoàn toàn dựa vào tiền trợ cấp của nhà nước. Vì thế mà nỗi no phải nghỉ học giữa chừng luôn đeo bám Ngà suốt những năm học vừa qua. Thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Ngà, hôm nay hai nhà tài trợ của chương trình là VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên đã đến đây và dành cho em một suất học bổng có giá trị là 12 triệu đồng. Ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đăng Thành, Phó Giám đốc VNPT Hưng Yên sẽ lên trao học bổng cho em. Xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Việt Hùng, Phó Chủ tịch Công đoàn Vietcombank Hưng Yên sẽ lên trao học bổng cho em. Chương trình Chắp cánh ước mơ có sức lan tỏa rất lớn, rất mạnh mẽ đến tất cả các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Món quà mà các em nhận được từ chương trình thì có ý nghĩa cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, là một động lực rất lớn để giúp các em có thể vượt qua khó khăn và vươn lên trong học tập. Thưa quý vị và các bạn, bước sang năm 2021 là chương trình Chắp cánh ước mơ của chúng tôi cũng bước sang năm thứ 6. Trong suốt những năm qua, đã có rất nhiều ước mơ được chắp cánh và trở thành hiện thực. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều những ước mơ đang dang dở, cần sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng. Những người làm chương trình chúng tôi rất mong sẽ có thêm nhiều những nhà hảo tâm để có thể chia sẻ với những khó khăn của các bạn học sinh kém may mắn. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.